Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng quan tâm khác. Vào chiều nay 15 tháng 5, phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt và 10 bị cáo trong vụ án có liên quan, công ty cổ phần công nghệ Việt Á tiếp tục phần xét hỏi. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Phan Quốc Việt cho biết với sai phạm tại 24 tỉnh thành, cơ sở y tế liên quan vụ án này, nếu có sai phạm thì ông chỉ là đồng phạm chứ không phải chủ mưu. Bị cáo Phan Quốc Việt cho rằng trong vụ án này nếu có thiệt hại thì CDC các tỉnh cũng phải cùng bồi thường, chứ không thể quy cho riêng mình bị cáo. Giải thích thêm, bị cáo Việt cho biết công ty Việt Á công bố giá bán kit xét nghiệm, đơn vị nào đồng ý thì mua, Việt Á sau đó nộp thuế cho nhà nước. Theo Việt, mặt hàng này nhà nước không áp giá nên thấy không có nghĩa vụ chứng minh các khoản chi phí sản xuất. Tại phiên phúc thẩm, gia đình Việt cũng kháng cáo phần dân sự với 54 sổ tiết kiệm của mẹ và các con bị cáo, tổng hơn 142 tỷ đồng. Số tài sản này bị tòa sơ thẩm xác định là tài sản có được từ việc bán kit xét nghiệm của Việt Á nên không trả lại, mà tiếp tục kê biên, đảm bảo thi hành án cùng các tài sản khác của Việt. Gia đình Việt xin tòa xác định lại, tuyên trả cho họ sử dụng. Trả lời thẩm vấn trong khoảng thời gian vài phút, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thừa nhận hành vi như bản án sơ thẩm cáo buộc và không bào chữa gì thêm. Ông Long cho biết đã tác động gia đình nộp thêm 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án. Số tiền nhận hối lộ 2,25 triệu đô la Mỹ đã được gia đình ông nộp lại toàn bộ ở giai đoạn sơ thẩm. Hàng chục căn nhà bị nứt toác, hệ thống đê kè bị sói lở, người dân sống trong bất an. Đây là thực trạng tại xóm Bãi, thôn Vân Hội, xã Phong Vân, huyện Ba Vì, Hà Nội, nơi nằm ở ngã ba sông Đà và sông Hồng, địa phận giáp danh với tỉnh Phú Thọ. Theo phản ánh của người dân và chính quyền, tại khu vực này luôn có hàng trăm tàu công suất lớn thực hiện việc khai thác cát không kể ngày đêm. Việc này đã gây ra hiện tượng nói trên và nếu không có những biện pháp ngăn chặn thì dòng chảy tại đây có nguy cơ nuốt chửng cả một thôn. Những vết nứt kéo dài cả mét. Nứt trong nhà, nứt cả ngoài phần trụ chính. Căn nhà này có thể đổ sập bất cứ lúc nào, khiến ông Phương luôn sống trong tâm trạng bất an. Điều đáng nói, tình trạng này xuất hiện từ cuối năm ngoái, sau hoạt động khai thác cát tại dòng sông Hồng, cách nhà ông hơn chục mét, diễn ra sôi động. Cái tình trạng hút cát này thì cũng tình trạng nó 1-2 năm nay, nhưng tình trạng này là nó ảnh hưởng nặng từ đầu năm ngoái năm nay thôi. Chân ở đây ở nó bị gì, sạt lở mà nó nứt nẻ như thế này. Không chỉ tại những căn nhà cấp 4 hay máy bằng cũ, mà đây, một ngôi nhà kiên cố vừa xây xong cách đây hơn một năm, cũng xuất hiện những vết nứt kéo dài từ sân đến hiên nhà. Còn căn nhà cấp 4 thì rung lên bần bật mỗi lần tàu hút cát nổ máy. Nhà cấp 4, cho nên mỗi khi tàu nó ra vào, nó va chạm vào bến ấy, là nhà nó rung bần bật, cửa kính nó rắc rắc. Các vết nứt xuất hiện từ cuối năm 2023 và có nguy cơ ngày càng lan rộng. Đến tháng 5, chính quyền địa phương đã ghi thêm các vết nứt song song với đường đỉnh kè trên gần như toàn bộ xóm Bãi, dài khoảng 900 mét, ảnh hưởng trực tiếp tới 42 hộ dân. Theo chính quyền địa phương, trên đoạn sông này thường có khoảng 300 đến 500 tàu hút cát hoạt động liên tục. Việc này đã làm ảnh hưởng tới lòng sông, biến đổi dòng chảy, do vậy ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống đê kè và các ngôi nhà ven sông. Chúng tôi đang thấy là đáy sông hiện nay trước đây, tôi đang nói là trước đây của chúng tôi là từ giải lan cho đến đáy sông là có 6 mét, bây giờ là 25 mét, tức là tụt mất khoảng 19 đến 20 mét so với cái thực tế. Nhưng mà đây là cái hiện đây là cực kỳ nguy hiểm cho cái toàn bộ khu vực ven sông này. Trao đổi với phóng viên VTC, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì cho biết, việc khai thác cát thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ, giáp danh địa giới hành chính huyện Ba Vì, hiện địa phương này đã có văn bản kiến nghị với thành phố Hà Nội, đề nghị với bộ ngành trung ương và tỉnh Phú Thọ tạm dừng khai thác cát tại khu vực này. Chúng tôi rất là kiến nghị và cũng đã có văn bản báo cáo thành phố và cũng là thành phố cũng báo cáo các cấp, đặc biệt là đối với tỉnh bạn để có cái việc chỉ đạo là dừng ngay cái việc là khai thác cát, mặc dù là có thể là được cấp phép để tạo mọi cái việc mà an toàn tuyệt đối cao nhất cho cái việc đê kè cũng như đối với xã Phong Vân nói riêng và một số xã của trên địa bàn của huyện nói chung. Không kể ngày hay đêm, không kể nắng hay mưa, hàng trăm, thậm chí có thời điểm có đến hàng ngàn chiếc tàu hút cát đi lại ở ngã ba sông, biến nơi đây như một thành phố đêm nhộn nhịp. Hiện bây giờ đã là nửa đêm, sau lưng tôi đây thì hàng trăm tàu hút cát vẫn đang đi lại một cách tấp nập để đợi đến buổi sáng sẽ tiến hành hoạt động khai thác.
Theo người dân thì hoạt động khai thác cát diễn ra vào bất kể lúc nào, không kể ban ngày hay ban đêm, và những hoạt động này hiện đang làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Việt Trì của tỉnh Phú Thọ và huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội, người dân đã liên tục phản ánh về tình trạng tập kết vận chuyển lưu quỳnh sát mép sông gây vương vãi khắp nơi và phủ bạt che chắn còn sơ sài. Ngay sau đó thì Bộ Tài nguyên Môi trường đã vào cuộc kiểm tra, xử lý các đơn vị và cá nhân có liên quan vi phạm. Còn mới đây, theo phản ánh của người dân gửi về kênh truyền hình VTC1, tại bến thủy nội địa của công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Lá nằm trên địa bàn phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cũng đã xuất hiện hoạt động bốc dỡ, vận chuyển lưu quỳnh lộ thiên với nhiều dấu hiệu không đảm bảo an toàn đối với hàng hóa chuyên biệt. Vậy thực hư phản ánh này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của các phóng viên. Bến thủy nội địa này được cấp phép hoạt động bốc xếp, vận chuyển hàng hóa thông thường. Thế nhưng vài ngày nay lại xuất hiện tình trạng bốc xếp, vận chuyển hàng hóa chuyên biệt. Gọi là hàng chuyên biệt vì thứ hàng có màu vàng chanh này là lưu huỳnh, chất nằm trong danh mục hàng hóa nguy hiểm, độc hại. Các chuyên gia cảnh báo bụi lưu huỳnh hoặc khí SO2 khi xâm nhập vào cơ thể, nhẹ thì gây ngạt mũi, nhức đầu, nặng có thể khó thở, viêm phế quản, thậm chí là khiến ngộ độc máu gây tử vong. Ở đây quay nếu mà quá bức xúc luôn, chất độc của nó lưu huỳnh nó độc hại. À, mỗi một lần nó chở này mà dân ở đây là rất khó chịu, mà có khi ho, những cái thời kỳ mà nó chở nhiều là ho, mà chỉ còn ốm, nhiều. Thì bây giờ mong muốn nhà nước bây giờ là cấm nó đi. Để vận chuyển cái chất cấm này nữa. Ở nhà trong cháu thì mới cứ bảo sao nó lại vàng kia, thì đứa con của cô nó bảo là đấy là lưu huỳnh, những mẹ độc hại lắm. Thế cho nên là từ hôm nay cô chả dám đưa cháu ra ngoài này chơi nữa. Sợ chứ, nhà có cháu bé rồi thì có trẻ con nữa, cho nên là cũng rất chi là sợ. Dù là chất độc hại nhưng việc bốc dỡ, vận chuyển lại chẳng khác gì so với hàng hóa thông thường. Không một biện pháp phòng ngừa sự cố. Vì thế lưu huỳnh vương trên nền bãi, rơi xuống sông và tan vào nước. Nếu như trong trường hợp mà nó rơi xuống nước thì sẽ thu gom như thế nào để xử lý ra sao? Cái đó thì nó hơi khó. Nhưng mà hầu hết là cái hiện tượng đó là không có. Bởi vì cái giá trị này nó là giá trị cao. Cái gầu nó rất kín. Không phải người ta bốc cả một cái gầu đầy lên được. Bởi vì cái việc này giữa cái giao nhận, giữa người mua và người bán cũng như người vận chuyển. Cái này nó là theo những cái hợp đồng mà người ta đã ký. Những gì còn sót lại tại hiện trường đang chứng minh điều ngược lại. Lưu huỳnh rơi vãi khắp nơi, nhuộm vàng cả một khu. Số lưu huỳnh còn trên tàu chưa vận chuyển hết cũng cứ thế để lộ thiên, dù đây là điều cấm. Đương nhiên là độc hại hơn vì nó nằm trong danh mục hàng hóa nguy hiểm. Và vì nó nằm trong cái danh mục hàng hóa nguy hiểm, đến trường hợp họ không đậy bạt, họ vẫn cứ để lộ thiên như thế thì có được phép không ạ? Thì cơ quan quản lý sẽ nhắc nhở cái việc đó. Ví dụ như họ làm như thế thì họ có được phép không ạ? Không được. Ví dụ như hiện tại bây giờ là họ vẫn đang như thế, tính toán rồi là họ không có xe đậy bạt thì cả vẫn nguyên thiên như thế đấy ạ. À thế ạ. Thế về việc này thì tôi cũng sẽ yêu cầu chỗ chủ bến cũng như yêu cầu với anh em trong đơn vị là sẽ tăng cường giám sát cái việc này để không để cái hiện tượng xảy ra. Dù việc bốc dỡ, vận chuyển lưu huỳnh có dấu hiệu không đảm bảo quy trình diễn ra một cách công khai trong nhiều ngày, thế nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết. Chúng tôi thì chỉ thấy là anh cũng vận chuyển hàng hóa là thông thường thôi. Nếu như trong trường hợp họ không vận chuyển những hàng hóa thông thường mà họ vận chuyển những hàng hóa chuyên biệt thì sao ạ? Không chỉ một đâu ạ, có rất nhiều những hoạt động như thế này diễn ra suốt cả buổi chiều ngày hôm qua. Đó. Thì chúng tôi thấy là không thể đúng, không thể được. Và các đồng chí như vậy, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng xem xét cái chuyện cái vận chuyển như thế này. Nghĩa là ở đây nếu mà vận chuyển như huỳnh là không đúng ạ. Lợi nhuận thì doanh nghiệp hưởng, còn thứ mà người dân nhận về là nỗi lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của bản thân và gia đình khi phải sống trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm chất độc hại từ lưu huỳnh.